cảnh sát kiểm tra gắt gao đường vào thung lũng ma túy tà dê. Sáng nay, xác định còn hai kẻ đang cố thủ trong nhà chủ ma túy Nguyễn Thanh Tuân, 34 tuổi. Hàng chục cảnh sát vũ trang tiếp tục bao vây bản tà dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Phía ngoài cách vài cây số, cảnh sát cơ động đặc nhiệm lập chốt để không cho người lạ mặt vào. Người dân địa phương bị kiểm tra giấy tờ tùy thân và hàng hóa khi qua lại, trung bình mất khoảng vài phút. Tuy nhiên, phần lớn họ sống cách xa hiện trường ít nhất cả cây số. Cảnh sát khuyến cáo những người có ý định tiếp cận hiện trường. Hai kẻ bị truy nã có súng vẫn đang ở trong đó, nguy hiểm lắm, không vào được. Chúng tôi muốn vào cũng phải mặc áo giáp và đi xe bọc thép. Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Bộ Công an đã họp với ban chuyên án ngay tại Vân Hồ. Ước tính có gần 300 cán bộ chiến sĩ chia làm 4 lớp đã tham gia cuộc tấn công vào đại bản doanh của Nguyễn Thanh Tuân, 34 tuổi, và Nguyễn Văn Thuận, 35 tuổi, hai ông chủ ma túy vừa bị tiêu diệt ngày hôm qua bộ công an khen thưởng ban chuyên án ghi nhận nỗ lực đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và các lực lượng tham gia theo quan sát của phóng viên chúng tôi để đi vào bản tà dê phải băng qua nhiều nương ngô và cánh rừng từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống nhà của thuận lợp mái tôn xanh nằm lọt thỏm trong khuôn viên nửa quả đồi tường rào cao Bản Tà Dê nằm ở thung lũng, bao quanh là núi trùng điệp, cách Hà Nội khoảng 170 km, cách quốc lộ 6 chừng 12 km. Tuy nhiên, chỉ có đường độc đạo uốn lượn trên vách núi. Nhà chức trách ước tính, tại đây đang có hàng chục kẻ bị truy nã ẩn náu, đa phần là tội phạm ma túy. Tà Dê cũng là nơi giáp danh với điểm nóng ma túy là Hang Kia, Pà Cò, thuộc tỉnh Hòa Bình. Sáng 27 tháng 6, cảnh sát huy động nhiều xe bọc thép, xe phá sóng bao vây dãy nhà cấp 4 với hệ thống tường rào thép kiên cố tại bản Tà Dê, nơi hai chùm ma túy Tuân và Thuận đang sống. Ngoài xây dựng hầm trú ẩn, bong ke chống đạn, xung quanh cải chất nổ, hai chùm ma túy còn trang bị súng hỏa lực cao, tàng trữ nhiều xăng, bình ga để chống trả lực lượng vây bắt. Nhà chức trách dùng loa thuyết phục Tuân và Thuận ra đầu thú nhưng bất thành. Sau gần 2 ngày vây giáp với nhiều ngôi nhà bị đánh sập, chiều 28 tháng 6, lực lượng chức năng cho biết đã tiêu diệt hai chủ ma túy, bắt ba người khác ra hàng, thu ba quả lựu đạn, bốn súng quân dụng, 415 viên đạn các loại, nhiều bình ga. Ngày 28 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen ban chuyên án, Công an tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an đã dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm đặc biệt nguy hiểm, lập chiến công xuất sắc. Thủ tướng đề nghị làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân, sớm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và các địa bàn giáp danh.